Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Bạn Đường của Đài Phát Thanh, truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sau khi tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi vào hoạt động, giảm tải cho đoạn tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai, thế nhưng tình trạng vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ trên tuyến đường này lại không mấy thuyên giảm. Thậm chí số người không đội mũ, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng. Trong chuyên mục Bạn Đường kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh những nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục hướng dẫn an toàn giao thông trong sử dụng xe số tự động. Chợ Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng và những buổi sáng họp chợ thứ ba và thứ bảy, cảnh người mua kẻ bán lại tấp nập diễn ra ngay giữa lòng tuyến đường quốc lộ 70. Mặc dù chợ đã được quy hoạch và xác định rõ chỉ giới hành lang, thế nhưng vẫn có những người dân ngang nhiên đến lấn chiếm vỉa hè ngay sát đường quốc lộ làm nơi buôn bán. Người mua hàng cũng vẫn cứ vô tư dừng xe, mua bán gây cản trở giao thông trên đoạn đường này. Dù đã có bãi đỗ xe ngay khu đầu chợ, thuận tiện cho người dân gửi xe để vào chợ mua bán, thế nhưng do ý thức của một bộ phận người dân, tình trạng mua bán trao đổi ngoài khu vực chợ vẫn diễn ra thường xuyên. Bộ phận quản lý chợ đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng kết quả vẫn không chuyển biến là bao. Nói chung là bán hàng ở khu chợ này thì lấn chiếm về vỉa hè nhiều, nên là xe cộ để nó không đúng nơi quy định ấy. Thì nói chung là cũng bất tiện cho người tham gia giao thông. Hiện nay trên địa bàn xã Bản Cầm vẫn tồn tại các mỏ khai thác đá. Đồng nghĩa với việc này chính là hàng ngày có hàng trăm chiếc xe có trọng tải lớn lưu thông qua địa bàn xã, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Nhất là khi trên địa bàn vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ để họp chợ buôn bán. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường để họp chợ. Nhưng do chưa quyết liệt và thường xuyên nên việc lấn chiếm hành lang gây mất an toàn giao thông vẫn còn diễn ra. Không chỉ vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ mà còn nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường này vẫn còn ngang nhiên chở quá số người quy định, đi ngược chiều, đi quá tốc độ. Đặc biệt là tình trạng không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Bản Cầm, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã đã ghi nhận 7 trường hợp va chạm giao thông với các lỗi chủ yếu liên quan đến đi không đúng phần đường, làn đường, đi quá tốc độ quy định. Mặc dù đã có nhiều bài học về những vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường này, thế nhưng ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa được cải thiện. 6 tháng đầu năm thì trên địa bàn xã thì cũng chỉ xảy ra có 7 vụ va chạm giao thông. Thì cũng có người ở địa phương đấy và một số người ở các cái huyện khác như là Simacai, Bắc Hà tham gia giao thông. Thì là do là xã Bản Cầm thì có 8 km nằm trên cái đường trục quốc lộ 70. Cho nên là cái phương tiện tham gia giao thông thì cũng rất nhiều. Không chỉ vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ mà còn nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường này vẫn còn ngang nhiên chở quá số người quy định, đi ngược chiều, đi quá tốc độ. Đặc biệt là tình trạng không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Bản Cầm, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã đã ghi nhận 7 trường hợp va chạm giao thông với các lỗi chủ yếu liên quan đến đi không đúng phần đường, làn đường, đi quá tốc độ quy định. Mặc dù đã có nhiều bài học về những vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường này, thế nhưng ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa được cải thiện. Tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài hơn 90 km, chạy qua 3 huyện của tỉnh là Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Theo thống kê, hiện nay trên đoạn tuyến này có 9 điểm chợ trung tâm của các xã. Hầu như ở các điểm chợ này, tình trạng chấp hành các quy định về hành lang an toàn giao thông, đậu đỗ xe sai quy định, bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn chưa được cải thiện. Địa bàn rộng, trải dài qua nhiều xã, thế nhưng hiện nay theo phân cấp quản lý thì chỉ có Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh mới đủ thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến. Lực lượng mỏng cộng với tuyến đường phải quản lý dài nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, nhiều người dân còn quay đầu xe bỏ chạy vào các tuyến đường của thôn nhằm trốn tránh việc xử lý của các lực lượng chức năng. Cái chợ tạm này mới xây dựng nên là cái việc mà bà con là thường xuyên bán hàng tràn lan ra đường. Thì đối với lại anh em công an xã thì chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với ban quản lý chợ là tuần tra nhắc nhở là không để bà con là bày bán hàng tràn lan ra đường. Đối với công an xã thì chỉ được phép là xử lý ở tuyến đường giao thông nông thôn và cái xử lý giao thông tĩnh ở về lòng đường vỉa hè thôi. Còn lại là cái việc mà đường quốc lộ thì là không có cái thẩm quyền để xử lý, cho nên là cũng khó khăn trong cái việc đó. Và cũng đã thường xuyên là tuyên truyền cho bà con dân ở tại cái hội nghị tuyên vận rồi là các cái cuộc họp thôn. Hiện tượng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai không phải là mới. Thế nhưng tình trạng này nếu không được xử lý triệt để sẽ gây nên những nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông trên đoạn tuyến. Thiết nghĩ cùng với tuyên truyền, giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để răn đe. Qua đó, dần tạo nên ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của mỗi người. Xin chào các bạn xem đài của chương trình Xe và Thể thao trên kênh Let's Việt. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái đề tài đó là những cái kinh nghiệm cũng như một số các thủ thuật sử dụng xe mà có bộ chuyển động tự động mà chúng ta hay gọi quen thuộc gọi là xe số tự động. Thì như các bạn thường thấy là trên xe có trang bị bộ số tự động thì có một cái cần số dạng truyền thống là một cần số lớn có lẫy, khóa ngang và các vị trí căn bản như là vị trí P tức là vị trí đỗ xe, vị trí R là vị trí để lùi xe, vị trí N là vị trí trung gian và vị trí D là để vị trí lái thông thường ở các cấp số tự động. Thì ngoài các vị trí đó chúng ta có thêm các vị trí là có thể là L1, L2 và S tức là thể thao vân vân. Thì đó là tùy theo cấu tạo của những xe chúng ta có thêm một cái vị trí khác nữa ngoài vị trí D. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tác dụng, công dụng cũng như cách sử dụng của những cái cơ chế số đó. Có một số thắc mắc rằng xe số tự động đã có vị trí P rồi thì có cần phải dùng khoanh tay nữa hay là không? Mà nếu có thì là tại sao? Tất nhiên nhà sản xuất không bao giờ làm gì thừa cả. Nhưng mà một số người vẫn có thói quen là không sử dụng phanh tay, chỉ sử dụng số B thay cho phanh tay. Thì việc này thì đôi khi các bạn sử dụng cũng chưa thấy cái tác hại tức thời của nó. Nhưng đó là một cách làm không đúng về mặt kỹ thuật. Và sau đây tôi sẽ trình bày là tại sao các bạn nhé. Vị trí số P là vị trí số khóa ở trong hộp số tự động. Cái khóa này được kết cấu bằng những cái con cóc tương tự như là những con cóc ở trong líp xe đạp, rất là nhỏ, bạn làm bằng kim loại, được gài vào trong một cái cơ cấu để mà chống xoay. Thì việc chống xoay của cái cơ cấu này rất là tốt. Tuy nhiên nếu các bạn lạm dụng nó để giữ xe của các bạn thì sẽ gặp ra một số tình trạng. Thứ nhất, nếu xe bạn gặp một cái va chạm nhỏ, ví dụ như xe đang đậu bị một cú hích nhỏ, có thể gây là gãy vỡ cái cơ cấu bằng kim loại đó và xe các bạn sẽ mất khả năng dừng, có thể sẽ bị tuột dốc, sẽ gây những tai nạn tiếp theo. Cái việc lạm dụng mà cài số P khi mà các bạn dùng thay cho phanh tay, tức là thắng tay, thì còn thêm một tác hại tức là đôi khi các bạn sẽ đạp tải lên những cái cơ chế mà không thiết kế để chịu tải, cho nên có thể cơ chế đó có thể bị kẹt. Cho nên về cái thao tác đúng khi sử dụng xe số tự động, tôi khuyên các bạn khi lên xe các bạn đạp phanh, đưa về cơ chế sử dụng xe tức là cơ chế D để chuẩn bị lái hoặc là D gì đó, rồi sau đó các bạn mới hạ phanh tay. Như vậy các bạn đảm bảo rằng khóa P của các bạn không bị chịu lực khi xe chuẩn bị lăn bánh. Tương tự khi các bạn dừng xe, các bạn ví dụ đang ở vị trí D, các bạn lái xe và đến vị trí dừng chuẩn bị đỗ xe, tôi khuyên các bạn kéo phanh tay trước, sau đó hãy gài về P. Như vậy cũng đảm bảo là bộ phanh tay là được thiết kế chịu lực. Bộ khóa P chỉ được cố định hộp số thôi. Bộ khóa P của hộp số sẽ không chịu tác động một lực nào hết, sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của hộp số, không gây những hư hỏng ngoài ý muốn, đồng thời là cũng tăng tuổi thọ cho hộp số của xe các bạn. dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.